trong chương trình Click Khám phá Thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu nghệ thuật làm gốm sứ cổ xưa ở Trung Quốc. Cách chống trộm hàu của người Pháp. Ngắm hiện tượng băng Suga ở Ba Lan. Kỹ thuật làm gốm cổ xưa đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng quy trình sản xuất, luôn lôi cuốn những người thợ thủ công Trung Quốc. Qua nhiều năm, họ vẫn dựa vào những kỹ thuật đó và miệt mài tạo ra những sản phẩm gốm sứ sống động ở tỉnh Giang Tây, miền đông nước này. Hơn 1.000 năm qua, các lò nung gốm vẫn ngày đêm đỏ lửa ở thành phố Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, một thành phố nhỏ ở Trung Quốc, được mệnh danh là thủ phủ gốm sứ của Trung Quốc. Làm đồ gốm sứ trải qua nhiều nước, trong đó có nhào đất sét mềm, quay bánh xe, cắt tỉa, làm khô và tráng men. Mỗi bước đều đòi hỏi sự hoàn hảo tỉ mỉ. Người thợ thủ công chỉ cần bất cẩn một chút thì tất cả những thành quả trước đó của anh ta sẽ bị bỏ đi. Phải trải qua vô số lần thử, cuối cùng bạn mới có được một tác phẩm ưng ý. Ngay cả khi mọi công đoạn đều hoàn hảo, việc mở lò nung cũng giống như một canh bạc. Gần đây, tại một hội thảo địa phương, ông Huang Bin, chủ tịch tập đoàn Huang Yao, mong chờ được kiểm tra các thành phẩm. Nhưng ông đã thất vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả đều tốt, mọi thứ đều ổn, chỉ có điều xuất hiện một bong bóng khí. Chắc hẳn đã có một ít khí còn sót lại trong đất sét. Thật đáng tiếc khi nó nở ra khi nung. Cha của ông Huang Bin là bậc thầy gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc. Đó là ông Huang Yunpeng, người nổi tiếng với việc tái tạo các đồ gốm sứ có từ nhiều thế kỷ trước. Vào năm 1997, một chiếc bình rồng biển màu xanh trắng tuyệt đẹp đã được bán đấu giá nhầm ở Nhật Bản là một món đồ sứ đích thực thời nhà Minh có niên đại gần 700 năm. Mãi sau này, các chuyên gia Nhật Bản mới đưa ra kết luận gây sốc rằng tác phẩm đó chỉ là sản phẩm tái hiện lại được tạo ra bởi bàn tay bậc thầy của nghệ nhân Huang Yunpeng. Giá đồ gốm sứ do ông tạo ra có lúc đạt giá trị rất cao. Người thợ kỳ cựu dù cao tuổi nhưng vẫn duy trì thói quen làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày. Ông hiểu rõ hơn ai hết rằng sự kiên nhẫn và kiên trì là điều tạo nên những tác phẩm gốm sứ đẹp đẽ. Cảnh Đức Trấn từ lâu đã trở thành một điểm hấp dẫn những người đam mê gốm sứ từ khắp nơi trên thế giới. Dennis Namos, một nghệ sĩ đam mê đồ sứ, sinh ra ở Brooklyn, New York, Mỹ, đã đến Viện Gốm sứ Cảnh Đức Trấn vài năm trước để nghiên cứu sâu hơn về nghệ thuật làm gốm sứ cổ đại ở đây. Namos thường tìm đến nghệ sĩ gốm đương đại Jackson Lee để xin lời khuyên. Làng San Bao là thiên đường thực sự cho các nghệ nhân ở Cảnh Đức Trấn, là nơi mà ông Lee tạo ra những tác phẩm gốm sứ tinh tế. Năm 1998, khu vực này phần lớn là vùng đất hoang. Trong hơn hai thập kỷ qua, nơi đây đã được xây dựng thành trung tâm của ngành công nghiệp gốm sứ. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi đã thu hút mọi người đến đây. Đầu tiên, người ở phương Tây, người dân trên khắp thế giới bắt đầu thích nơi này. Sau đó, người dân ở các thành phố lớn của Trung Quốc cũng thích đến đây. Phải mất một thời gian dài mới tạo dựng được thành quả. Nhiều nghệ nhân đang muốn chia sẻ những truyền thống cổ xưa với những người trẻ bằng các sản phẩm gốm sứ siêu nhỏ, khiến cư dân mạng mê mẩn. Anh Wang Wenhua là một trong những nghệ nhân đó. Thời gian đầu, công việc kinh doanh của tôi không mấy suôn sẻ. Nhiều người nói nó vô nghĩa. Tôi nhận nhiều bình luận tiêu cực rằng tôi lãng phí đất sét, nhưng tôi không thực sự quan tâm vì tôi thích nó. Đối với nhiều người dân địa phương, sinh kế của họ phụ thuộc vào nghề sản xuất gốm sứ. Công nhân lành nghề Yu Niamei đã làm việc trong một nhà máy sản xuất gốm sứ của nhà nước cách đây 25 năm. Cô đã bị cho nghỉ việc năm 1996, nhưng gần đây đã được tuyển dụng lại bởi cô sở hữu những kỹ năng mà không phải ai cũng có.
Hàu là một loại thực phẩm cao cấp, được ưa chuộng ở Pháp nhưng giá cả khá đắt đỏ. Đối mặt với nhiều vụ trộm hàu diễn ra trong vài năm qua, gây tổn thất kinh tế nặng nề, một chủ trang trại nuôi hàu đã tìm ra cách làm hiệu quả để kiểm soát vấn đề này. Khi bị những tên trộm đánh cắp 3 tấn hàu, ông Christopher Guinoir, một nông dân nuôi và bán hàu ở Pháp, đã nghĩ ra một giải pháp, kín đáo nhét những tờ giấy nhỏ vào bên trong vỏ hàu để giúp cảnh sát truy tìm kẻ trộm. Kể từ khi áp dụng phương pháp này vào năm 2016 tại trang trại ở thị trấn Le Cat, miền nam nước Pháp, ông Guinoir cho biết không có vụ trộm hàu mới nào xảy ra trong trang trại của ông. Ông nuôi hàu ở một đầm phá ven biển gần biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Các loại hàu được nuôi trong lồng được gắn bằng dây vào khung kim loại để ngăn chúng bị nước cuốn trôi đi. Những kẻ trộm hàu thường đi thuyền ra lồng nuôi và bắt trộm hàu. Để ngăn chặn điều này, ông Guinoir lấy một vỏ hàu rỗng, nhét một tờ giấy nhỏ có ghi chú đã được cuộn lại vào, dán vỏ hàu lại rồi thả vào lồng. Ghi chú trong mảnh giấy nhỏ thông báo cho bất cứ ai mở vỏ hàu rằng họ đã trúng được số lượng hàu bằng trọng lượng của chính mình và mời họ gọi vào số điện thoại ghi trong giấy để nhận giải thưởng. Bất kỳ ai nhận được giải thưởng sẽ được hỏi rằng họ đã mua hàu ở đâu. Nếu không phải ở những địa điểm bán lẻ do ông Guinoir cung cấp, ông sẽ biết những con hàu đã bị đánh cắp, từ đó có thể giúp cảnh sát lần ra dấu vết của những tên trộm. Nhờ cách làm này, tôi có thể tìm ra kẻ trộm hàu, cho dù hắn có phải là một chuyên gia đi biển hay không. Hắn sẽ bán hàu của tôi cho một số người bán buôn, người này sau đó sẽ bán cho một người bán cá lẻ. Với sự giúp đỡ của lữ đoàn hải quân và cảnh sát biển, chúng tôi sẽ bắt được kẻ trộm hàu. Tôi đặt bẫy là những vỏ hàu có nhét giấy vào một hoặc hai chiếc lưới ở mỗi trang trại nuôi hàu, nếu không sẽ tốn quá nhiều công sức để tìm kiếm một con hàu bị mắc kẹt trong lưới. Có hai lưới chịu bẫy trên mỗi khu vực và tất nhiên tôi là người duy nhất biết đã đặt chúng ở đâu. Các nhà sản xuất khác trong khu vực đã bắt chước cách làm này của ông Guinoir, nhét miếng giấy vào trong những vỏ hàu của họ. Khi hàu bị trộm, một số người nhận được các cuộc gọi từ những người tiêu dùng đã mở ra những con hàu có ghi chú. Cảnh sát sau đó được thông báo và có cơ sở để thu thập thông tin hữu ích. Tình trạng trộm hàu khiến mọi người rất bất bình. Tôi quan tâm đến cách răn đe có tính chất can ngăn hơn là cách trừng phạt hà khắc. Tôi nghĩ rằng trong 5-6 năm qua, không có vụ trộm hàu mới nào và không có đơn khiếu nại nào. Những tên trộm từng ăn cắp hàng trăm kg hoặc thậm chí hàng tấn hàu. Và trong những ngày lễ cuối năm, con số mất mát thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Cảnh báo lan rộng tạo ra hiệu ứng răn đe. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, các vụ trộm hàu trong khu vực đã giảm dần theo các năm, từ 19 vụ trong năm 2017 xuống không có vụ trộm hàu nào xảy ra trong năm 2020. Tại nơi từng có hàng trăm kg hàu bị đánh cắp, chúng tôi đã chứng kiến số vụ trộm hàu giảm đều kể từ năm 2016. Năm ngoái, chỉ có một vài vụ trộm được báo cáo, nhưng rất ít, chỉ đến 5 vụ. Và năm nay, kể từ cuối năm 2020, không có vụ nào cả. Hàu rất đắt đỏ. Tại một số nhà hàng ở Paris, một món ăn gồm 6 con hàu cao cấp có giá lên tới 24 euro, tương đương với 27 đô la Mỹ. Nhu cầu mua hàu tăng cao nhất vào thời điểm lễ hội cũng là thời điểm những tên trộm hoạt động nhiều. Không khí sạch trong nhà, không có virus là điều mà nhiều người đang ao ước trong những ngày này khi một mùa đông nữa với Covid-19 lại đến và là mối đe dọa khi các hạn chế được thắt chặt do biến thể Omicron lây lan nhanh chóng. Các nhà khoa học Đức có thể có câu trả lời với bức tường bảo vệ chống virus bằng ánh sáng UVC. Các cơ quan nghiên cứu tại Munich, Đức đã cùng phát triển một nguyên mẫu bức tường bảo vệ khỏi virus bằng ánh sáng UVC. Theo họ, nó có khả năng loại bỏ 99% tất cả các loại virus. Ông Rainer Prohaska, giám đốc điều hành của Smart United, công ty đã hợp tác với các nhà khoa học từ Viện Nhiệt đới tại Bệnh viện LMU Munich và Đại học Kỹ thuật Munich, cho biết không có virus nào có thể đi xuyên qua bức tường ánh sáng này. Chúng tôi có một bức tường ánh sáng UVC ở đây.
không virus nào có thể đi qua bức tường ánh sáng này. Vấn đề là phải đặt song song chùm tia ánh sáng UVC để nó đi thẳng xuống, tạo thành mặt phẳng, không có bất kỳ tia sáng nào phân tán sang bên trái hoặc bên phải. Ngoài ra, chúng tôi có các cảm biến ở các bên của bức tường ánh sáng để không ai có thể tiếp xúc với ánh sáng này. Một thách thức khác là ngăn các tia phân tán trên sàn. Đó là lý do tại sao chúng tôi có vật liệu hấp thụ này. Bạn có thể thấy nó trên tờ giấy này, nó phát sáng. Cái chúng tôi có ở đây là một lớp bảo vệ vô hình, và những gì chúng tôi muốn đạt được là chúng tôi có thể chia các khu vực lớn hơn thành các khu vực nhỏ hơn, để mọi người có thể không cần đeo khẩu trang trong những căn phòng lớn. Wieder unterteilen in kleinere Bereiche, damit in große Räume wieder die Leute ohne Maske sein können. Hai cơ quan nghiên cứu này đã hợp tác để phát triển một hệ thống ngăn chặn sự lây lan của tất cả các loại virus trong phòng kín. Đây là bức tường có tia cực tím tạo ra ánh sáng từ trần nhà xuống sàn, giống như một tấm rèm ánh sáng. Và loại này gần như hoàn toàn không để vi trùng gây bệnh đi qua ở tốc độ không khí bình thường, ngay cả khi có người ho hoặc hắt hơi ở khoảng cách gần. Vi khuẩn hoặc virus về cơ bản là không thể sống sót khi đi qua bức tường này. Kết quả là bạn tạo ra một bức tường rào mà bạn không thấy, không cảm nhận được, nhưng có thể ngăn cách các không gian không khí như khi dùng một tấm kính hoặc nhôm kính, nhưng nó có thể ngăn chặn virus. Wofür man sonst eine Glasscheibe oder eine Plexiglasscheibe brauchen würde. Để có thể đi lại tự nhiên trong các phòng được ngăn cách bởi các bức tường tia UV và đi xuyên qua chúng, một thiết bị an toàn đã được lắp đặt. Điều tiếp theo là tất nhiên bạn không thể nhìn thấy bức tường này, có nghĩa là bạn vẫn muốn di chuyển một cách thoải mái và bạn muốn có thể đi qua bức tường này. Vì vậy, có một thiết bị an toàn có nhiệm vụ tắt hệ thống khi bạn đến gần bức tường ánh sáng này. Và ngay khi bạn đi qua, nó sẽ tắt. Khi bạn đi ra phía bên kia, nó lại bật lại ngay lập tức. Hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên tắc vật lý, chẳng hạn như bức xạ UV hoặc các loại bức xạ khác có hiệu quả tùy theo từng loại. Theo các nhà phát triển, bức tường ánh sáng UVC có thể tăng cường sự an toàn tại nơi làm việc. Các tảng băng nổi được gọi là Suga đã xuất hiện trên một dòng sông ở thủ đô Warsaw, Ba Lan sau khi nhiệt độ giảm sâu, tạo nên một cảnh quan kỳ thú. Những tảng băng tuyệt đẹp này được gọi là Suga. Suga là một dạng băng có gai. Nó rất giống keo. Khó tin rằng nó có thể dễ dàng dính vào mọi thứ. Suga xuất hiện khi nước sông đóng băng. Nhiệt độ nước phải dưới 0 độ C. Nước ở đây có thể dưới 0 độ, có thể là âm 1 độ. Tôi biết điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng ta được học rằng nước đóng băng ở 0 độ C. Nhưng một số chuyển động nhất định trong nước cho phép nó vẫn ở thể lỏng, dù ở âm 1 độ C. Băng trôi là một hiện tượng tự nhiên phổ biến ở Ba Lan, nhưng chúng ít khi xảy ra thường xuyên. Ở vĩ độ và kinh độ địa lý của chúng tôi, băng Suga là một hiện tượng khá phổ biến. Nó không phải là bất thường. Tuy nhiên, điều mới là hiện tượng này xảy ra càng ít, thường xuyên hơn so với trước đây do biến đổi khí hậu.